Rồi, hello anh em, tiếp tục quay trở lại với channel kiếm tiền. Vẫn là kiếm tiền trên con app game đổi thưởng Mana 88 anh nha. Như ở video trước thì mình cũng đã chia sẻ cho em cái thủ thuật là tài xỉu rồi. Đấy, cái này thì nói chung là cũng tùy theo mỗi game thì một cái thuật toán cũng như là một cái công thức và cái mẹo chơi nó khác nhau, không phải là game nào như game nào. Đấy, thì ngày hôm nay thì mình sẽ là làm về quay thú nha anh em nha. Mình rút, nói chung là mình đã nạp rút rất chi là nhiều rồi. Uy tín thì em khỏi suy nghĩ nhá. Anh em chờ một xíu rồi quay thú đây. Sạch điện thoại đi. Cái slot quay thú mà mình cảm thấy là kiếm ăn cực kỳ ngon ở trên con 68 à giờ con Mana 88 này. Đây đi ăn cái nhiều tiền vãi đái luôn. Rồi xem là con bồ câu này ra rồi thì anh em mình bỏ chơi là mình sẽ nói qua với anh em là chưa biết nhá. Cái này thì anh em mình là sẽ là chơi là 4 cửa nhân 8. Cái cửa nào nhân 8 là nó ra rồi là anh em mình sẽ bỏ nhá. Chơi là ba cửa nhân 8 chưa ra thôi. Mẹ nó cứ lắc lắc kiểu đéo gì. Thế biết là anh em có thấy lag không? Mẹ này đi. Rồi, một tiếng đầu tiên chén nhá. Một tiếng đầu tiên anh em ơi, chết con mẹ rồi láng ô. Tiếng đầu tiên chén nhá. Đấy, ra luôn thì cụ mày may thế nhỉ. Ảo ơi ảo. Tiếp tục phát này anh em mình vẫn cứ là vã là ba con này này. Vừa nãy nó dần về về con cá mập này. Về cá mập là về phát nào là sẽ là được nhân hai. Cái phần mà ăn tất là nhà cái nó sẽ ăn tất và đền tất là nếu mà vào phần này là nhà cái nó sẽ phải là đền tất nha anh em nha. Rồi chị mén rồi. Ê, mẹ lố gì mà gì này. Cho tí nhạc nhẽo lên cho nó đỡ buồn sầu nhỉ anh em nhỉ. Cho tí nhạc nhẽo lên xem nào. Đi con mẹ nó không kịp rồi, đặt được hai bên thú. Rồi tiếp tục lại chén nha em nha. Ui rồi thì phải đặt hai cửa là còn ăn nặng luôn. Rồi 59 triệu rồi. Sẽ cố gắng là lên tầm độ 75 triệu nha em nha. Nói chung là mình khuyên là anh em là nên là chơi là phải đặt ra cái mục tiêu hiểu không? Đấy, mục tiêu ở đây là gì? Mục tiêu ở đây là ví dụ như vốn của mình có 50 triệu mình đã chia sẻ rất chi là nhiều luôn. Vốn của mình có 50 triệu là mình cứ mẹ mày vã vào làm 1 này, 2 3 này. Thì con mẹ mày về thỏ mẹ ác chứ đấy. Chán chứ nhỉ. Tiếp tục lại phải đặt thôi, nó ra gấu rồi thì em mình bỏ nhớ. Ra gấu là anh em mình sẽ là bỏ nha. Mưa lâu nay trên phố kia đang vừa tên. Tịt còn mẹ mày lại về. Lại phải gấp thép lên thôi. Nói chung là mình vẫn đang lời mà. Mình đang lời thì mình phải là 1, 2, 3, 4 này. 1, 2, 3, 4 này. 1, 2, 3, 4 này. Đấy, như thế này là mình đánh hết cái số lãi rồi đấy. Cái mấu chốt là cái quan trọng nhất là anh em mình là cần phải cần phải giữ được cái bình tĩnh nhớ. Đi vẽ cái nhiều tiền thế thì cụ 600 triệu sợ hốc được hết của nó thì mẹ mày mới là ngon rồi. Đi con mẹ mày về gấu thì cũng là ăn cứt à, nó bẹt gấu với vãi lồn chứ định con này căng thẳng rồi à, căng thẳng nhỉ. Rồi, bịt cổ mày tiếp tục 1, 2, 3, 4 này 1, 2, 3, 4 này 1, 2, 3, 4 này 5, 6 này.
Rồi, 2 triệu mốt là ok rồi anh em ạ. Ít con mẹ mày chết rồi. Triệu mốt thì mẹ mày tiếng này mà không ăn nữa là mẹ mày, ôi rồi ôi chết dở đít con mẹ mày, thôi đít cụ mày, đúng là súc vật học rồi. Thì mẹ cầu hôm nay nó đi ấy quá anh em ơi, đít mẹ mày, cái tỷ lệ nó về nhân 8 nó ít quá, 2 nhân 8 16. Chết con mẹ rồi, mình quên mình lại đặt thịt mẹ mày đấy thế này, dở hơi thế đi. Quên mình đặt bốn cửa. Rồi và khí thịt mẹ mày dở hơi, tự nhiên đặt bốn cửa 2 triệu 7. Mất toi mất 2 triệu 7. Cay thế nhỉ. Bố tổ cha con bà đấy. 1, 2, 3, 4 này, 1, 2, 3, 4 này, 1, 2, 3, 4 này. Phát này mà xịt thì tôi thề mấy em địt cụ mày ăn đớp cứt luôn, không còn cơ hội gì nữa ấy. Rồi đẹp lắm, bố mày biết mà mày trẻ thả bố mà. Kèo này mà chốt lên mà tầm độ 70 triệu là cũng hơi căng thẳng đấy. Ra chim câu rồi tiếp tục là địt con mẹ mày đặt bên ba con chia ra. Địt mẹ đôi khi gặp những cái cầu như này đau đầu phết đấy, đùa đâu mày, dối hết cả đầu rồi. Tiếp tục lại chén tiếp rồi anh em ạ. Cụ mày đéo vào đèn tết đi. Không bảo đèn tắt đi. Tiếp tục vã ba con chưa ra. Địt mẹ là tiếng này mà ăn là địt cụ chốt kèo là nghỉ luôn thật. Chim cút luôn. Địt cả mẹ mày về nhân 12 vãi lộn thế thì phải là vã triệu rưỡi nha. Địt mẹ mày vã triệu rưỡi đi, 3 triệu lại luân phiên. Địt cụ đã thua rồi. 1 2 3 4 này, 5 này, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Tiếng này mà ăn là địt cụ mày bố mày chim cút luôn. Rồi chén rồi nha em nha. Thế rồi nè, địt mẹ mày có phải là rực rỡ không?
Làm 60 triệu cũng là khá là ok rồi. Chim cút. 64 triệu nha em nha. Mỗi ngày em ta cứ chốt nhẹ nhàng như thế là quá chi là tuyệt vời rồi. Rồi ok, mình sẽ tạm dừng video thôi. Nói chung là về cái slot quay thú là vẫn cứ là ngon ăn nha em nha. Đấy, quay thú trên Mana 88, thủ thuật và cái mẹo nói chung đến tầm bây giờ vẫn cứ là ok. Mình sẽ tạm dừng video thôi, hẹn gặp lại anh em những chia sẻ tiếp theo nha.